như thế, tại vì nó có cái bãi cỏ rất là đẹp. Tháng 11 á, đi ngang trên cầu này á, nó như là đi trên mây, là săn mây hoặc là săn sương á ha. Là các cô chú chị đi là khoảng 6 giờ á. Mình đã đi quá nữa cây cầu cấm rồi đó cô á. Thì nó cũng vẫn còn chạy nhưng mà nó chỉ là hoạt động cho người dân ở đó thôi. Ví dụ như những cái người mà người ta buôn bán á, người ta chạy, em chỉ nghe thông tin được vậy thôi. Ở đây thấy một cái biển nè cô bác, quẹo phải là cái đường đi Cao Lãnh đó. Thì ở đây là mình có một cái ngã rẽ nè. Cái ngã rẽ, cái lối dẫn vào cái chân cầu Vàm Cống đó cô bác. Thì cô bác nào trời ơi sao mà ho hoài nói chuyện không được. Cô bác nào xem cái video mà cầu Vàm Cống một buổi chiều ghé qua, cô bác thì mình đã quen cái cầu này rồi. Nó có một cái điểm đặc biệt, nó là một trong những cây cầu là có view mà thuộc giới trẻ mà sống ảo đẹp nhất Việt Nam luôn, chứ không những là ở khu vực này đâu. Em thấy là như thế, tại vì nó có cái bãi cỏ rất là đẹp ha. Khi mà các bạn mà đến chân cầu á, các bạn chụp á, các bạn mới biết được cái vẻ đẹp của nó. Mình nói thì nó chỉ qua lời nói thôi, khó cảm nhận lắm. Các bạn hãy đến cảm nhận nó. Đó, cái lối dẫn lên chân cầu rất là đẹp nè cô bác, cuốn khúc nè chưa cô bác thấy nè. Ở bốn bên của mình là đầm ruộng đó cô bác. Đầm ruộng nè. Bây giờ có những cái giọt sương nó điểm ở trên cái đọt lúa nhìn rất là đẹp luôn. Nó như là đi trên mây vậy đó. Trên mây không? Không thấy gì hết, chỉ toàn là mây thôi, mây một phần rồi một hồi nó tan nó mới thành sương. Đó, mây luôn. Ở trên cầu Vàm Cống á nhìn rất là đẹp. Mà có những thời điểm á mình đứng trên cầu á, mình chụp xuống á rất là đẹp. Nhìn rất là đẹp, nhìn y gan như trên Đà Lạt mà các bạn lên những cái đỉnh đồi á, các bạn nhìn xuống cực kỳ đẹp luôn. Nếu như các bạn biết và nắm bắt được cái khoảnh khắc đó ha, thì mình đến mình tham quan. Em thì em không biết chắc chắn cái thời gian, cái đó là do thiên nhiên, em cũng bó tay luôn. Ở trước là mình có một cái ngã rẽ đó các bác, mình rẽ trái là cái lối dẫn lên cái chân cầu Vàm Cống đó. Còn mình rẽ phải là cái đường cùng mà các bạn người ta đang thi công. Đó cô bác, mình đã thấy được cây cầu Vàm Cống ở phía trước rồi đó, nhìn rất là đẹp ha, mà ảo ảo trong sương mờ đó. Có những ngày mà thành phố mưa bay đó cô bác. Cầu này là hợp tác với Hàn Quốc. Hàn Quốc, Việt Nam với Hàn Quốc hợp tác đó cô bác. Thank you.
anh chị mà muốn mà săn mà ta gọi là săn mây hoặc là săn sương á ha, là các cô chú anh chị đi là khoảng 6 giờ á, là 6 giờ hoặc là 5 giờ mấy mình tới địa điểm này, nó rất là đẹp ha. Nó giấc này là nó vẫn còn những cái màn sương ảo ha. Đó. Mình bắt đầu mình lên chân cầu, là từ chân cầu mình lên đỉnh cầu nha các bạn. Cô á, thì nếu so về cái kích thước của nó thì cây cầu Cần Thơ là lớn hơn rất là nhiều, nhưng mà đây là cây cầu hơi khác một chút xíu so với cái cầu Cần Thơ của anh. Mình thấy cái kiến trúc nó cũng hơi khác luôn, à, những cái cáp treo nó cũng có một cái màu đẹp khác hơn luôn. Trên một dòng sông cô chú anh chị. Thì cũng chưa gành nữa, tại vì chưa có đi xuống, chưa có
đây thì người ta trồng hoa màu rất là nhiều luôn các bạn. Chỉ có một cây xăng duy nhất thôi ha. Đây tới cầu Cao Lãnh chỉ có cây xăng này là cây xăng duy nhất thôi.
là các bạn mà rẽ trái á, là đi hướng về bến phà cũ của mình ha, bến phà Dòng Cống cũ mình đó. Còn mình quẹo phải